mềm của FPT phát triển hiện nay đã triển khai được hơn 200 bệnh viện trên toàn quốc. Bệnh nhân phải đến bệnh viện rất là sớm, sau đó thì làm các thủ tục để ghi nhận thông tin rồi lấy số thứ tự rồi mới đi vào khám. Cái việc này thường là bệnh nhân sẽ phải mất cả ngày. Phần mềm quản lý bệnh viện thông minh này vào thì hệ thống sẽ giúp cho bệnh nhân có thể đặt lịch hẹn khám từ trước khi đến khi mình đến bệnh viện, và khi đến bệnh viện thì bệnh nhân có thể sử dụng những cái tiện ích của bệnh viện có như là cái kiosk thông minh để có thể tự đăng ký khám hoặc là tự thanh toán. Cái hướng nghiên cứu này nó rất là mở cho tương lai và nó rất là thiết thực.